Dạ vâng, Nội thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2022. Sườn đồng hồ bên em chọn được một cây đồng hồ tứ trụ vát còn hạt để bàn giao đến cho gia đình nhà anh Ngọc ở khu vực tỉnh Vĩnh Phúc. Thì anh Ngọc cũng đã rất tin tưởng đặt hàng bên xưởng với em cái mẫu đồng hồ này. Thì hôm nay em đã chọn được một cây đồng hồ rất chi là đẹp, Vân rất chi là tuyển chọn và ưng ý mọi người nhé, để ngày mai bàn giao đến cho gia đình nhà mình. Thì đây em xin giới thiệu cho các bác, bên em có cực kỳ là nhiều mẫu cây đồng hồ. Thì các bác nào đặt hàng bên xưởng bên em, các bác nào đặt hàng xưởng đặt nẻ bên em sẽ chọn cho các bác những cái cây đẹp nhất ở xưởng để gửi đến cho nhà mọi người. Còn những cái cây hàng vẫn sẽ là hàng đẹp, tuy nhiên thì bên em sẽ gửi cho những các khu vực cửa hàng đại lý mọi người nhé. Thì bên em xuất đi hàng rất chi là nhiều nên các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng bên xưởng bên em sẽ chọn được cái cây đẹp nhất ở xưởng. Thì đây cái cây này bên em là cây ở chính giữa đây, các bác có nhìn thấy trực tiếp như này. Cây này thì bên em hoàn thiện cho nhà mình là cao là 2m3, rộng bệ là 95 phân, sâu là 41 phân. Với cái thông số kỹ thuật là giống hệt những cái cây còn lại. Tuy nhiên thì sẽ có những cái đặc điểm thú vị hơn cho các dòng sản phẩm khác mọi người nhé. Em sẽ đi gần hơn chi tiết sản phẩm để gia đình nhà mình được biết đến sản phẩm này. Các bác nhìn thấy là hàng bên em sẽ được hàng là tuyển vân chọn gỗ rất chi là kỹ càng, rất chi là kỹ càng. Các bác nhìn thấy này, vân. Cây này là cây vân đẹp nhất mà bên em trong cái lô hàng như thế này. Các bác nhìn thấy vân này, vân tuyển chọn đấy, lổi cuồn cuộn và rất chi là đều màu, rất chi đều màu mọi người nhé. Các bác nhìn thấy xa này, có ánh điện chiếu vào, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đường vân họa tiết hoa văn và chiếu trên từng cái thớ gỗ của chúng ta, rất đẹp mọi người nhé. Và mặt của bên em là mặt tròn, sẽ được rất những cái phần vân ở phía mặt này, bên em muốn là chọn rất chi là đều màu rồi, để giúp cho chúng ta có những cái phần mặt đẹp hơn và không bị đen hay là sâu xi ở góc nào cả. Ở phần trên đỉnh thì cũng là phần vòm, vòm cũng rất đẹp mọi người nhé, rất đẹp đây. Ở cột trụ này thì bên em là cột trụ liền mọi người nhé, cột trụ liền là dày 6 phân. Ở phía bên hồi này cũng là hồi tuyển chọn luôn mọi người nhé. Hai cái phần hồi của cây này thì bên em là tuyển vân chọn gú rất chi là đều, rất chi là đều. Các bác có thể nhìn thấy trực tiếp trên màn hình. Đấy, các bác có thể nhìn thấy những cái cây hàng phía bên này. Cái vân của nó không được đều cũng như không được vân của nó đẹp đều, tuy nhiên nó không được lổi giống như cái phần vân ở phía bên cây này mọi người nhé. Cái cây này thì em chọn cho anh một cái cây rất chi là đẹp và phần vân nó rất chi là lổi. Ngoài những cái thông số kỹ thuật bình thường ra bên em vẫn làm thì nó sẽ đều giống nhau thôi mọi người nhé, đều giống nhau thôi. Mặt tròn và lắp máy Sunny Hàn Quốc và anh máy 1:1 trong 3 năm. Phía dưới có lắp cho mình nhà mình là phụ kiện bằng đồng và phần bệ cũng tương tự như vậy, cũng là được chọn rất chi là kỹ lưỡng mọi người nhé, rất chi là kỹ lưỡng đây. Các bác nhìn thấy đây, đấy, hàng vân là vân tuyển chọn lên nổi cuồn cuộn đây, các bác nhìn thấy đây. Vân vào từng thớ gỗ một thì các bác nhận được hàng thì có thể kiểm tra hàng kỹ lưỡng như là hình ảnh em gửi đến trực tiếp nhà mình. Các bác là trước khi đi thì em sẽ gửi những video như thế này hay là hình ảnh ở tại xưởng cho các bác trước khi gửi đến nhà mọi người nhé. Đây phần hồi đây cũng được tuyển chọn rất chi là đều, rất đều mọi người nhé.